À, mọi người thấy cái này hay không? Ở ngay cái chỗ công viên này nó có cái thùng sắt này. Nó ghi là tôi để sắt ở đây, tôi mượn, tôi đọc và tôi mang trả lại, thấy không? Hay không? Wow, cái này rất là hay. Sắt này nó viết sắt gì không biết. Mình lấy ra mình thử một cái mình đọc. Wow, đây là mấy cái sắt cả có cả tiếng Anh nữa, có cả tiếng Pháp rồi. Nhưng mà cái này mình không lấy được nha, mình lấy mình phải mang trả lại. Mình lấy xong mình phải mang trả lại, không có lấy được. Wow, ở đây có cái toilet. Có kiếm được cái căn hộ ở đây ở ấm sướng này không? View quá đẹp luôn, thấy không? Cái căn hộ bên đó cái view đẹp không? À, trên kia tàu thuyền luôn kìa. Chứ mình chạy lên trên kia mình coi xem có cái gì trên đó. Wow, đẹp không? Quá đẹp luôn, thấy không? Mọi người thấy không? Tàu thuyền trên kia nó chạy xuống à? Thấy không? Đẹp không? Quá đẹp luôn nhá. Rồi rồi. Wow, thấy đẹp không? À, đây có lý tưởng luôn. Thấy cuộc sống bên này đẹp không? Wow. Đi lên đi tiếp. Mình đi tiếp xuống kia xem nó có cái gì đâu. Phía Tây người ta quản lý môi trường rất là tốt không? Cái gì cấm là cấm, không có làm bậy được không? Và ý thức của người dân người ta cũng cao nữa. Ở bên kia, trên kia có cái máy bay kìa. Ở đây chắc nhiều máy bay lắm mà không? Đó. Ý thức của người dân người ta rất là cao cơ. Người ta không có làm bậy, không có xả rác, không có bắt cá, bắt đánh bắt động vật. Cái đó là tự nhiên nhá. Muốn ăn thì vô trong siêu thị mua ăn, chứ không có bắt ở ngoài bên bãi được không? Ý thức của người dân người ta cao, người ta sống có kỷ luật chứ không có làm bậy. Và nhà nước người ta cũng quản lý cái môi trường rất là tốt, tạo cho cuộc sống của người dân nó có một cái đẳng cấp và một cái giá trị thực sự. Kia đi cũng sướng mà. Đây nó
có mấy cái bụi lau xay ra này, nhìn thấy không? Wow, mọi người thấy ông đằng xe kìa, tàu không kìa. Tàu thuyền nó đậu quá trời kìa, thấy không? Cano đấy. Sẽ lên đó xem có cái gì trên đó. Ở nhà trên núi đẹp không? Wow. Nhà nó xây lưng tựa núi không? Cái phong thủy rất là tốt. Lưng tựa núi, mặt hướng ra sông, ra biển. Nói về phong thủy thì cái đó là rất là tốt rồi. Và vấn đề mà mình hưởng thụ cuộc sống ở trong cái chỗ đó, mình cũng thấy cảm thấy là thoải mái nữa. Oui, caméra. Comment? Pour faire, caméra. Ah, pour le Pascal. Cano không à? Không. Wow, quá chỉ cano luôn thấy không? Cái này nó kêu là đi velo hoặc đi ấy phải xuống. Ồ, cái này chỗ này là cái xưởng đóng tàu hay sao đây? Quá trời luôn này. Mọi người thấy không? Wow, xưởng đóng tàu luôn. Quá trời tàu thuyền luôn. Trung tâm giống như trung tâm triển lãm tàu thuyền đấy. Wow. Wow, chỗ này đẹp chưa? Quá trời tàu không? Tàu thuyền quá trời luôn không? Cái xưởng đóng tàu đó. Wow. Quá trời tàu thuyền luôn. Wow. À, cái này là xưởng đóng tàu. Mọi người thấy không? Wow. Sửa chữa tàu bè ở đây sao? Tầng vậy đó. Wow. Bên kia là cái công viên này. Công viên Tivoli chơi kìa. Đó đây. Công viên đẹp không? Wow. Quá trời luôn. Còn cái khu rất là tốt nha. Cái khu kia là sống rất là tốt. Đẳng cấp. Chất lượng cuộc sống.
cái view này mới đẹp này. Đây có cái ghế ngồi ngon. Ngồi nhìn sang cái view bên kia đẹp không? Trên kia núi rồi không? Núi nhà trên núi không? Xen lẫn với các cây cối. Không, dưới đây là kênh rạch sông ngòi. Quá tuyệt vời luôn nữa. Đây có nó có nguyên một dạng một hàng cái này kỳ gì không biết. Cái này ở Việt Nam cũng có này. Cái này ở Việt Nam cũng có này. Không biết cái gì, chắc cây thông á. Cây thông đúng không? Cái này là cái thông. Bên kia có cái cầu đi sang công viên chơi. Cái này để cho người ta đi xuống người ta ra thuyền. Wow, cái sung mà. Mọi người thấy không? Cháy sung mà. Wow. Cháy sung chưa? Nó còn xanh này. Mai mốt nó chín là ăn nữa. Mà cháy sung ở ngoài đường thì nó không có thuốc hay sao? Nó hay có con kiến. Con sâu con kiến ăn. Không có được sạch như là sung trong siêu thị. Cân này đẹp không? Quá chị đẹp luôn nữa. Thấy giống Venice chưa? Venice tại Pháp rồi không? Đẹp không? Wow. Thấy Venice rồi chưa? Wow. Ở đây có con chim này. Cái này kêu là nhảy và câu cá là cái cấm này. Ở đây có đức hình tượng Đức Mẹ này. Wow, dưới đây cái view ấy đẹp à. Wow, thấy đẹp không? Có cái lều đi cắm trại. Đây có cái cầu đi nghe. Cái cầu. Chỉ có tàu thuyền nha. Cái tàu thuyền đó. Người ta thấy mình giơ cây để mình quay, người ta cứ ngó ngó. Người ta không hiểu mình làm cái gì chứ. Wow. Quay để mình giới thiệu cảnh đẹp cho mọi người biết không? Đẹp không? Cảnh đẹp không? Quá đẹp luôn đấy không?
đổ nước đi trong cây nó đổ xuống dưới mà nhìn nhìn thấy cây kìa. Xây dưới cái cân luôn, chân móng, cái chân móng nó xây dưới cây cân và cân luôn, tàu thuyền đậu dưới đó luôn rồi. À, chỗ này chỗ đồ chơi vui chơi cho con dành cho mấy con nít này. Còn nít ở bên này nó có được hưởng cái chất lượng sống nó cũng rất là tốt rồi, được đặt lên hàng đầu. Ở đây có cái toilet công cộng này. Đằng xa kia thác nước có đẹp kìa, thấy không? Mọi người thấy không? Wow, giống như thác nước chảy không? Đẹp không? Đó. Wow, kia có con công kìa. Ừ không phải, con thiên nghe đi. Wow, thác nước đẹp không? Cái này không phải thác nước mà là cái dòng nước nó chảy ấy. Người ta để mấy cục đá lên trên á ha, giống như một thác nước không? Wow, đẹp không? Quá trời đẹp luôn nữa. Cái này không có lối đi xuống à? Wow, nước trong quá ở trong. Anh nghe thấy tiếng nước chảy không? Đó, thấy đọc chưa? Wow. Giống như một dòng thác kìa. Wow, đẹp không? Xe kia có con thiên nghe kìa. Đó, thấy đẹp chưa? Sang kia luôn nhỉ. Wow. Cái thùng trời ơi nó lớn bằng 3-4 người ôm hết. Thấy không? Wow. Và bên kia có cái sân bóng đá này. Wow, đây có cái ghế ngồi. Mỏi chân ngồi. Cái view quá đẹp phải không? Wow. Wow, đây cái cây thờ, cây lá phong nhiều không? Bự chả bá luôn nhỉ. Wow. Wow, cái view đẹp không? Quá trời đẹp luôn. Bên này có cái sân bóng đá này. Không biết đi hết cái con đường này đi tới đâu nữa.
qua cái cầu này kìa. Quá đẹp luôn nhá. Bên kia mới đẹp kìa. Chưa. Quá là. Chưa. Sang cái luôn kìa. Không biết đi đâu. Quá dài quá trời. Không biết đi sang đó thì không biết đi ngoài đi tới đâu không biết nữa. Đây cảnh đẹp chưa? Wow. Quá trời đẹp luôn. Đi tới đâu cũng biết nữa. Đi hoài luôn. Chắc mình phải dừng có mấy cây đẹp chứ. Không ai nào. Chắc phải mình phải dừng video ở đây nha. Thôi chào mọi người nha. Bye bye. Muốn dừng video cũng không được nữa. Không, thấy cảnh đẹp không? Cảnh đẹp như vậy mà sao mà dừng video được. Wow, thấy nhà đẹp không? Nhà trên núi không? Khung cảnh thấy đẹp không? Rất là hữu tình không?